Thưa quý vị, nghề làm tượng Phật ở Việt Nam có từ rất lâu khi những người thợ đi khắp nơi để làm nghề, hình thành nên nhiều làng chuyên làm nghề tượng Phật. Trải qua nhiều thăng trầm cũng như biến động của thị trường, nhưng vẫn có những người thợ cần mẫn gìn giữ nghề của cha ông. Và làng Thượng Cung, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội là một nơi như thế. Những tiếng đục đẽo, tiếng máy cưa, máy xẻ vang lên mỗi ngày trở thành một phần không thể thiếu trong ngôi làng này. Bằng cái tâm với nghề, những người thợ đã thổi hồn vào những khúc gỗ mộc mạc để tạo ra những sản phẩm với những nét độc đáo riêng biệt. Theo những nghệ nhân ở đây, trong các loại tượng gỗ thì đúc tượng Phật là khó nhất. Ngoài đôi bàn tay khéo léo, chính xác và cả sự kiên trì, người thợ phải thực sự có phẩm hạnh tâm linh mới tạo nên cái thần cho các pho tượng. Cái này thì từ đời ông, đời cha rồi, chúng tôi cũng không thể dám khẳng định, không biết được. Năm nay tôi cũng làm nghề 30 năm thật rồi, nhưng mà đến thầy của tôi năm nay thì cũng hơn 70 rồi, vẫn còn thầy nữa thì tôi cũng không biết được, nhưng mà từ xa xưa rồi. Cái này thì thực sự phải kiên trì và có tâm thì mới làm được ra những sản phẩm, có hồn trong cái sản phẩm của mình. Ngày nay, với công nghệ phát triển, làng nghề thủ công Thượng Cung đã sử dụng máy đúc tượng. Máy móc có thể hỗ trợ người thợ công đoạn tạo hình khối, còn để tạo ra được thần thái, các đường nét thể hiện sự từ bi, nhân hậu và toát lên nét thoát tục của Đức Phật thì không thể thiếu bàn tay người thợ. Đường nét là tay cả chân của bà, đường nét tay cả chân cả khuôn mặt là làm lâu nhất, làm phải rất là tỉ mỉ. Làm tượng Phật thì nó khó hơn so với các làm các sản phẩm khác từ gỗ như thế nào ạ? Tượng Phật là làm mình là phải có tâm mình mới làm được, là tay này, chân là làm phải mềm mại, mặt này phải làm rất là đẹp, làm kỹ hơn cả ông Di Lạc luôn. Phật là phải làm mềm mại luôn. Sản phẩm phổ biến nhất của làng nghề hiện nay là phục vụ nhu cầu tâm linh, nhu cầu của những người trưng bày, những biểu tượng của sự yên vui và may mắn. Cái sức tiêu thụ của tượng Phật ở bên em thì nó cũng rất là dồi dào. Thứ nhất là mình bán cho khách buôn, người ta có các cửa hàng ở các nơi, ví dụ như ở trong Lam cũng có, người ta lấy về thì người ta bán ở các xưởng lẻ, nên là rất là nhiều, tiêu thụ rất là mạnh, trong mấy năm gần đây thì rất là mạnh. Những bức tượng Phật thành phẩm ở đây được làm ra bởi những con người rất đỗi bình dị. Họ chuyên cần làm công việc đòi hỏi sự khéo léo trong từng chi tiết. Có thể khẳng định rằng Thượng Cung đang cùng với rất nhiều làng nghề khác của thủ đô góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa của mảnh đất Thăng Long, Hà Nội ngàn năm văn hiến.